Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Xin chào các bạn khán giả thân yêu của kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, khi nhắc đến công nghiệp sản xuất vũ khí hay những trang bị phục vụ trong quân đội, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến cường quốc quân sự như Mỹ, Nga hay Trung Quốc, phải không ạ? Thế nhưng trong video ngày hôm nay, chúng mình muốn nhắc đến một mẫu xe tăng được đánh giá là thuộc hàng tốt nhất thế giới, Merkava. Đáng chú ý là mẫu xe tăng này lại đến từ một quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới, Israel. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, dòng tăng này mang lại nỗi khiếp đảm cho tất cả kẻ thù. Vậy lý do gì khiến chúng uy lực đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, thông tin thêm về Merkava, đây là xe tăng bản địa đầu tiên của quân đội Israel được Thượng tướng Tàn, cựu chỉ huy quân đội thiết giáp thuộc lực lượng phòng vệ quốc gia này lên ý tưởng chế tạo. Merkava 1 chính thức vào biên chế năm 1978, tham chiến lần đầu tiên trong chiến tranh Germanden vào năm 1982. Nhắc đến mẫu xe tăng này, đầu tiên chắc chắn phải nhấn mạnh rằng thiết kế của mẫu xe luôn ưu tiên đặt sinh mệnh của binh sĩ lên hàng đầu. Cụ thể có 3 đặc tính để định hình nên một chiếc xe tăng hiện đại. Thứ nhất là hỏa lực, súng chính. Thứ hai là tính cơ động, nói về tốc độ và khả năng hoạt động xuyên quốc gia. Và thứ ba là về mức độ bảo vệ, nói tới giáp. Trong khi nhiều quốc gia chuyên chế tạo xe tăng thường chỉ tập trung vào một hoặc hai đặc tính so với đặc tính còn lại, nhưng riêng với Israel, họ lại ưu tiên hơn cả là về khả năng bảo vệ. Đây được cho là hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh chính trị cũng như về quy mô đất nước. Israel là một quốc gia nhỏ tại khu vực Trung Đông, với dân số thấp, họ thường xuyên phải đối mặt với sự thù địch của các nước Ả Rập với mục đích xóa bỏ nhà nước Do Thái. Vì vậy, yếu tố con người càng được quốc gia này chú trọng hơn, tập trung vào khả năng bảo vệ sẽ hạn chế được những thiệt hại không đáng có về người. Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ cao còn đồng nghĩa với việc khả năng sống sót cao hơn từ các đội tăng để tiếp tục duy trì chiến đấu. Ưu tiên thứ hai là về mặt hỏa lực, cách duy nhất để thắng được trong một trận chiến là tiêu diệt được xe tăng của địch. Yếu tố cơ động xếp ở vị trí cuối cùng vì Israel ít có khả năng phải chiến đấu trên những chiến trường rộng lớn, đặc biệt trong những chiến dịch dài hơi. Có thể thấy được sự ưu tiên này qua nhiều đặc điểm trên xe tăng Merkava. Merkava có phần giáp dày, nhiều lớp, thiết kế phần thân và tháp pháo với các góc sắc cạnh, tạo ra những góc nghiêng tăng độ dày cho giáp. Các phiên bản Merkava từ Mark 1 đến Mark 4 dù có những cải tiến được nâng cấp thêm nhiều tính năng, nhưng về cơ bản vẫn giữ cấu tạo chung như ban đầu. Khác biệt hoàn toàn với những mẫu thiết kế xe tăng truyền thống của cả phương Tây và phương Đông, đó là động cơ và bộ truyền động của xe được lắp ở phía trước nhằm tạo thêm một lớp bảo vệ cho binh sĩ bên trong, phòng khi đạn chống tăng có thể xuyên thủng được lớp giáp trước. Ngoài ra, cấu tạo như vậy cũng giúp cho buồng chiến đấu rộng hơn, xe có thể bố trí được thêm một cửa thoát hiểm ở phía sau, tạo điều kiện thuận lợi cho kíp xe nhanh chóng thoát ra nếu không may xe bị trúng đạn. Việc vận chuyển các thiết bị hay đạn pháo vào xe cũng nhanh chóng hơn các mẫu xe tăng truyền thống. Thiết kế này đã biến thành Merkava thành một cộng sự tháp di động, khi cần có thể chứa thêm được 6 lính bộ binh. Tháp pháo cũng có nhiều điểm khác biệt khi các tấm thép được bố trí nghiêm ở mức tối đa, giảm độ bám của đầu đạn các loại chống tăng, khoang chứa đạn tách riêng biệt, đảm bảo sự an toàn khi xe trúng đạn. Về hệ thống điều khiển tháp pháo thủy lực, Merkava vốn sử dụng loại chất lỏng dễ bắt lửa. Đặc điểm này đã từng khiến nhiều binh sĩ tăng của Israel bị bỏng nặng trong cuộc chiến năm 1973. Sau đó, nó đã được nâng cấp bằng hệ thống điều khiển điện tử. Đạn dược được cất trong khoang chống lửa cho đến khi mang ra sử dụng nhằm giảm thiểu khả năng cháy nổ. Merkava phiên bản Mark 1 và 2 được trang bị nòng súng chính là pháo nòng phấn M68-105mm, chính là khẩu được trang bị cho các mẫu tăng M60 của lực lượng phòng vệ Israel. Phiên bản Mark 3 được cải tiến chuyển thành pháo nòng trơn 120mm. Xe tăng này còn có thể chở 62 băng đạn cho súng chính, cao hơn mức trung bình, đảm bảo khả năng tiếp tục chiến đấu trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung đạn dược. Bên cạnh đó, Merkava còn có một hệ thống gồm 3 súng máy, trong đó một súng máy đồng trục 7,62 gắn chung với nòng súng chính, 2 súng máy bổ trợ 7,62mm và 12,7mm đặt trên đỉnh tháp pháo, dành cho người chỉ huy và binh sĩ có nhiệm vụ nạp đạn. Hệ thống súng này tỏ ra cực kỳ hữu dụng trong những trường hợp phải đối đầu trực tiếp với bộ binh, các đội tên lửa chống tăng, các phương tiện giáp nhẹ của địch.
loạt đạn súng máy nhắm vào lực lượng điều khiển tên lửa đối thủ, có khả năng vô hiệu hóa được cả một hệ thống tên lửa chống tăng, đảm bảo an toàn cho chiếc tăng cùng các binh sĩ bên trong. Tính cơ động có mức độ ưu tiên thấp nhất trong số 3 đặc tính mà chúng mình có nêu ra bên trên. Xếp sau hỏa lực và khả năng bảo vệ, Merkava có trọng lượng lên đến 63 tấn nhưng lại chỉ dùng một động cơ diesel 900 mã lực. Nếu tính tỷ lệ mã lực so với khối lượng, quy ra sẽ là tương đương 14.5:1. Điều đó có nghĩa là nó có tốc độ tương đối y ạch, cụ thể là chỉ 28 dặm trên 1 giờ. Trong khi đó, loại tâm M1 Abrams của Mỹ có tốc độ tối đa lên đến 45 dặm trên 1 giờ với tỷ lệ mã lực so với khối lượng là 25:1. Tuy nhiên, xét về bề ngang của Israel, nơi rộng nhất cũng chỉ hơn 423 km, vậy nên thực tế sẽ tính cơ động vào vị trí cuối cùng trong danh sách ưu tiên cũng là điều tương đối dễ hiểu. Mẫu tăng Merkava được chính thức công bố vào tháng 5 năm 1979 ngay từ thời điểm mới ra. Nó đã được đánh giá là vô cùng khác biệt, không giống bất kỳ một mẫu xe tăng nào từng được đưa ra chiến trường bởi lực lượng quân đội của các quốc gia khác, đặc biệt là Mỹ và Liên Xô, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường năm 1982. Đối đầu với mẫu tăng T-72 của Syria tại thung lũng Bekaa, các xe tăng Merkava đã tiêu diệt được 8 chiếc xe tăng T-72 ở khoảng cách lên đến 4.000 mét mà hoàn toàn không bị một chiếc T-72 nào bắn hạ. Các bạn thân mến, sau khi nghe những thông tin vừa rồi, các bạn nghĩ sao về mẫu tăng này cũng như việc sắp xếp mức độ ưu tiên như trên? Comment chia sẻ quan điểm ngay dưới video này nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với phần nội dung tiếp theo. Những cuộc chiến liên miên đã tạo ra cho Israel một quân đội dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Chính những kinh nghiệm từ thực chiến được bổ sung vào những mẫu thiết kế của mẫu tăng Merkava khiến cho chúng ngày một uy lực hơn. Đến thời điểm hiện tại, Merkava vẫn được đánh giá là một con quái vật thép của khu vực Trung Đông, khiến nhiều kẻ thù phải khiếp đảm. Merkava Mark 4 được đưa vào sử dụng từ năm 2004, vẫn giữ nguyên những ưu tiên về mặt thiết kế như phiên bản Merkava 1. Tuy nhiên, hình dạng xe đã được thiết kế lại, thay đổi giáp phản ứng nổ và giáp thụ động điều khiển mô đun nhằm tăng khả năng sửa chữa sau các trận chiến được nhanh hơn. Phần súng chính cũng lớn hơn 120mm với tổng cộng 58 băng đạn, nhiều hơn 18 băng so với mẫu M1A2 Abrams của Mỹ, vốn được trang bị loại súng tương tự. Việc tăng mức độ bảo vệ cũng dẫn đến trọng lượng của xe phải tăng. Từ đó, Merkava Mark 4 được trang bị động cơ lớn hơn 1.500 mã lực. Như vậy, tỷ lệ mã lực so với khối lượng đạt 23.8:1, có nghĩa là nó đã có thể di chuyển với tốc độ nhanh hơn phiên bản cũ. Bên cạnh đó, việc trang bị cho hệ thống phòng thủ chủ động Trofry đã làm tăng mức độ bảo vệ lên một cách rõ rệt. Hệ thống này trong đó có sử dụng một tập hợp tất cả các biến hình khi nổ và cảm biến gắn trên tháp pháo, có thể triệt hạ đạn từ xe tăng đối thủ, tên lửa thông thường cũng như từ tên lửa dẫn đường chống tăng. Trofry đã khẳng định được tính hiệu quả của mình qua nhiều trận chiến, cứu sống được nhiều xe tăng Merkava Mark 4 cùng nhiều các binh sĩ khỏi các trang bị vũ khí chống tăng của lực lượng Hamas tại giải Gaza trong chiến dịch Echo vào năm 2014. Ngoài ra, quân đoàn thiết giáp lực lượng phòng vệ Israel cũng đã thử nghiệm Iron Vision, được thiết kế để hỗ trợ binh sĩ nhìn thấy bên ngoài xe tăng thông qua các kính VR cùng với hệ thống khẩu độ phân tán. Các bạn thân mến, cuối cùng, yếu tố mà chúng mình muốn nhấn mạnh khi nói đến xe tăng Merkava đó là tính kinh tế và hiệu quả. Như chúng ta thấy, qua nhiều phiên bản của xe tăng Merkava, quan điểm về thiết kế xe tăng của người Do Thái vẫn không có gì thay đổi. Trong đó, ưu tiên hàng đầu vẫn là bảo đảm an toàn cho kíp lái trước các kẻ thù đe dọa. Giống như nhiều loại xe tăng khác, Merkava của Israel đã trở thành cơ sở cho một số mẫu thiết kế quân sự, sử dụng cho các mục đích khác. Đáng chú ý là nó cho phép thiết kế các thiết bị đi kèm mà không có những thay đổi nghiêm trọng đối với khung cầm xe tăng. Với vị trí động cơ được lắp đặt ở phía trước xe, cách bố trí đi ngược với thiết kế truyền thống, nhưng nó lại tỏ ra hữu ích trong các dự án khác. Chẳng hạn như phiên bản Mark 1 được chuyển đổi để lắp thành pháo tự hành Soled trong suốt những năm của thập niên 1980. Mẫu pháo này sau đó đã rất thành công. Bên cạnh đó, chúng còn được cải tiến thành xe công trình cũng rất hiệu quả. Hiện Israel đã cải hóa những chiếc Merkava Mark 1 thành những xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Namer. Quân số chuyển đổi đã được 3 tiểu đoàn. Những xe này được đánh giá cao bởi khả năng bảo vệ của nó. Biến thể Namer IFV là một hướng đi mới của Israel nhằm cải thiện khả năng tác chiến đô thị cho các đơn vị tác chiến mặt đất khi họ được tăng cường sức mạnh hỏa lực ở cự ly gần.
khoảng 40 năm kể từ khi chiếc xe tăng Merkava đầu tiên chính thức ra đời. Khoảng thời gian đó, ngành công nghiệp Israel đã tạo ra 4 phiên bản của Merkava và các phương tiện sử dụng chung khung gầm của xe tăng này, giúp tăng hiệu quả chiến đấu cũng như lợi ích kinh tế. Nhìn chung, các phiên bản Merkava đã thể hiện tốt khả năng kỹ chiến thuật trên chiến trường. Điều này đạt được nhờ sự cải tiến liên tục của công nghệ, liên tục bổ sung kinh nghiệm thực chiến và thiết kế. Con quái vật thép này đã giúp Israel đứng vững giữa chảo lửa Trung Đông. Từ khi được đưa vào sử dụng, xe tăng Merkava đã gặp phải nhiều mối đe dọa nghiêm trọng. Đó có thể là những thiệt hại hoặc tổn thất không đáng có. Tuy nhiên, các nhà thiết kế Merkava đã nhanh chóng rút ra kinh nghiệm thực tế với những kẻ thù của họ, đưa ra những ý tưởng sáng tạo mới phù hợp hơn. 4 phiên bản Merkava đã được đưa vào sử dụng và được coi là những mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới về cả 3 mặt hỏa lực mạnh, tính cơ động cao và mức độ bảo vệ tốt, được coi là mẫu thiết kế hạng nặng mang tính biểu tượng trên toàn thế giới. Merkava còn được đánh giá là một nhà vô địch trên chiến trường. Dù không phải là một chiếc xe tăng phù hợp với mọi quân đội, song nó là mẫu xe tăng chiến đấu hoàn hảo cho lực lượng phòng vệ Israel. Quốc gia này hiện đã bắt tay vào việc phát triển phiên bản tiếp theo của Merkava Mark 4, với quan điểm cơ bản của học thuyết quân sự Israel là đảm bảo được rằng sẽ giành thắng lợi trong chiến tranh thông thường, quy mô lớn hơn, có sự tham gia của binh đoàn xe tăng. Cùng với đó là lực lượng không quân được trang bị vũ khí hiện đại nhất. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của người Israel cho việc sử dụng lực lượng tăng thiết giáp từ khi khai sinh lập quốc. Chính tư tưởng ấy đã giúp họ có thể đứng vững ở vùng đất giữ Trung Đông. Và có một điều mà bất cứ đối thủ nào của Israel cũng đều biết, Merkava là một mẫu tăng cực khó để đánh bại. Các bạn thân mến, các bạn thì có quan điểm như thế nào về chiếc xe tăng này? Comment để lại chia sẻ của mình ngay dưới video này nhé. Đồng thời, nếu thấy thông tin hay và bổ ích, hãy cho chúng mình một lượt like, share, subscribe để ủng hộ kênh nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.